Thưa quý vị, sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Đến dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Năm qua, từ việc ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đến thiên tai lũ lụt xảy ra liên tiếp trên địa bàn miền Trung đã gây nhiều khó khăn rất lớn cho Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể lãnh đạo viện, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng ngành, viện đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và ngành đề ra. Năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, gìn giữ sự đoàn kết, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, phối hợp tốt với các viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong tình hình mới.